Thưa khán giả, Thành Công trở về sau khoảng thời gian làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Những người lao động tại tỉnh Đồng Tháp đã trở về quê nhà, có cơ sở của riêng mình, cũng như là làm chủ về công việc. Ngay bây giờ thì hãy cùng theo chân Phong Linh để khám phá hành trình lập nghiệp của họ như thế nào nhé. Điển hình như trường hợp của anh Nguyễn Trương Phi ở huyện Cao Lãnh, từng là người lao động có thu nhập thấp, gia đình khó khăn, nhưng sau khi quyết định đi làm việc ở Nhật Bản và trở về, anh đã làm chủ công ty trách nhiệm hữu hạn Quang Vinh Food, chuyên cung cấp trái cây sấy khô, tạo việc làm cho lao động ở địa phương. Vì nông sản Việt Nam nói chung và Đồng Tháp nói riêng là cái lượng nông sản nó rất là lớn, nhưng mà nhiều lúc thì được mùa mất giá thì mình cũng tham gia vào, mình nghiên cứu để làm ra cái sản phẩm, một phần nào là hỗ trợ cho cái người nông dân của mình, thứ hai nữa mình nâng tầm cái giá trị của cái sản phẩm nó lên một tầm khác. Hay như trường hợp của anh Trần Đức Toàn ở huyện Lai Dung, với gần 8 năm làm việc ở Nhật Bản, kinh qua hai ngành nghề xây dựng và bảo dưỡng xe, anh kiếm được một số vốn và về quê mở ra ga ô tô. Đến nay thu nhập trung bình của anh cũng trên dưới 15 triệu đồng một tháng. Đi đây là để qua bển mình học hỏi, để sau này mình có khả năng, có cơ sở, có kinh nghiệm, kiến thức để mình về bắt đầu mình đầu tư để mình làm. Thì mình chỉ bảo dưỡng chăm sóc xe thôi, giống như là mình chỉ xì ba cho xe thôi. Thời đại giờ tân tiến làm sao này, mỗi nhà mỗi cái chiếc xe đó. Thôi con học rửa xe đi, cái về nó mở, cái bây giờ kiểu như là thu nhập nó kiểu như là có chừng rồi đó. Bên cái Hàn Quốc nó có cái thổ nhưỡng là nó nuôi sao trồng sâm này kia rất là tốt, thì mình quyết định là mình chọn cái ngành yến mình làm thì nó phát triển ở địa phương, cho nó có những cái sản phẩm hay là đặc sản đặc trưng của địa phương của mình phát triển nó lớn hơn. Mỗi tháng ở đây gia đình tôi thì thu nhập cũng được tầm 20 đến hai mấy ba chục triệu một tháng. Từ cái chỗ mà thời gian đầu khó khăn và có những em làm việc thành công như thế thì cũng truyền đi một cái lửa cho những em sau này. Tỉnh Đồng Tháp đến ngày hôm nay mỗi một năm có từ 1.500 đến 2.000 lao động đi làm việc nước ngoài, là cũng từ cái sự quan tâm của tỉnh để các em tự tin, em mạnh dạn, và từ những cái thành công của mấy em mà mới có một cái phong trào thành công như hôm nay. Chính điều này đã góp phần giúp tỉnh Đồng Tháp khẳng định vị thế từ địa phương khuất nẻo trở thành điểm đến mà nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước săn tìm nguồn lao động chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những thành tựu mà tỉnh Đồng Tháp có được phần lớn chỉ là đột phá mang tính địa phương trong nỗ lực bứt phá ra khỏi bất lợi về vị trí địa lý và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Trong khi đó, thị phần lao động ở nước ngoài đang được nhiều quốc gia quan tâm, nhu cầu tuyển dụng đòi hỏi ngày càng cao về trình độ và cả tài nghề.